Kính chào bà con, hôm nay ngày 21 tháng 11 2022, để cập nhật giá mủ của một số nơi anh chị chia sẻ vào chiều và tối ngày hôm qua ngày 20 tháng 11, để bà con có những cái giá để tiện so sánh với ngày hôm nay coi mủ nước ra sao. Thì ở An Nhân Tây, Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh thì ngày hôm qua thì anh Tuấn có chia sẻ mủ nước là 260, mũ chén là 12.000 đồng trên 1 kg. Như vậy thì so với giai đoạn trước, thì ngày hôm qua anh Tuấn có chia sẻ là mũ nước ở An Nhân Tây, Củ Chi là có lên. Còn ở Đắk Nông thì chị Hằng cũng chia sẻ mũ nước là 255 đồng trên 1 độ. Thì so với thời gian trước thì giá mũ ở Đắk Nông, ở Krông Nô, Đắk Nông thì chị Hằng chia sẻ thì giảm so với lúc trước. Trước thì 208 rồi xuống 206 và giờ thì còn 255. Còn ở Chư Bứ, Gia Lai thì anh Kiên có chia sẻ mũ nước là 245. Thì so với giai đoạn trước thì ở Chư Bứ, Gia Lai mũ nước ở ở khu vực này đã tăng thêm 5 đồng, từ 240 thì lên 245. Còn ở khu vực Tánh Linh, Bình Thuận thì vẫn là 230 đồng trên 1 độ. Ở khu vực Phú Yên thì anh em Phạm có chia sẻ mũ nước là 260. Còn ở khu vực Phước Vĩnh cũng như là Vĩnh Hòa, thuộc Phú Giáo, Bình Dương thì giá mũ nước là 250. Còn giá mũ chén thì là 11.000 đồng trên 1 kg. Còn giá mũ ở các công ty thì thấy cái giá ở công ty cao su Phú Riềng á thì hiện giờ là 272 đồng trên 1 độ, còn ở công ty cao su Phước Hòa thì vẫn giữ mức ổn định là 275 đồng trên 1 độ. Đó là một số giá thấy cập nhật chia sẻ buổi sáng sớm ngày 21 tháng 11. Thì cũng mong bà con có những cái giá bán được trong ngày thì bà con gửi về bên dưới phần bình luận video. Hôm trước thì cũng có rất là nhiều bà con cũng gửi giá ở như là Kon Tum và những nơi khác nữa, thì thấy cũng rất là cảm ơn bà con. Cũng mong bà con cũng tiếp tục chia sẻ cái giá ở bên dưới phần bình luận video để cho bà con vào xem, bà con được nắm giá ở tất cả các khu vực. Video đến đây thì Hãy xin phép kết thúc và hẹn gặp lại bà con ở những video khác.